À, hôm nay thầy sẽ tổng hợp lại cái phần là assignment của mình. Như vậy thì trong phần assignment nó có 3 phần. 3 phần về cảm nghĩ ở trường khi chọn trường của các bạn, tức là khi mà các bạn chọn FPT thì như thế nào, rồi đến khi mà các bạn vào trường các bạn học tập, ví dụ như trong lớp học hoặc là trong không gian ở bên ngoài, hoặc là ở trong không gian học võ, hoặc là các cái lớp học kỹ năng mềm của các bạn á, thì các bạn đều có thể là chia sẻ ở cái phần số 1. Phần số 2 là thầy sẽ cần các bạn review lại những cái phần cốt lõi của cái bài lab thôi, chứ không phải là đưa hết lên. Như vậy thì trong bài lab 1 các bạn cảm thấy là học được những gì, cái gì tốt phục vụ cho các bạn, cái gì hay, và đến lab 8 thì các bạn review lại giúp thầy. Được chưa? Và cái quá trình review thì các bạn nên sử dụng một cái phần mềm quay màn hình. À, thì trong Camtasia cũng có luôn. Các bạn cũng có thể là quay lại màn hình từ Camtasia. Rồi chia sẻ hình ảnh video qua các buổi học, buổi ngoại khóa. Thì hôm trước chúng ta có nói thứ nhất là cái hình ảnh của cái buổi mà các bạn đi cổ vũ bóng đá. Rồi cái trò chơi mà tên lửa nước thầy có gửi cho các bạn đăng ký đó, và thầy có ghi ở trong cái phần đăng ký của các bạn là tham gia chơi. Có một số bạn nói là mình không biết làm thì thầy nói là chỉ có chơi thôi, còn tên lửa là bên cơ khí người ta làm rồi, thì các bạn đăng ký chơi và lấy hình ảnh đưa vào. Và cố gắng chỗ này thì trong cái video nếu mà các bạn đưa hình ảnh thì khi mà thầy chấm bài á, nếu mà những bạn nào mà không hề có hình ảnh mình xuất hiện trong đó mà các bạn lấy thì điểm nó sẽ thấp, bởi vì đó là các bạn không có cái điểm để tham gia buổi ngoại khóa, mà các bạn chỉ có lấy tư liệu để làm bài thôi thì vẫn chấm điểm cho các bạn, nhưng mà nó sẽ không cao. Được chưa? Cái đó là chúng ta đã thỏa thuận rồi, cho nên là các bạn khi mà thầy đưa lên cái đăng ký chơi thì các bạn là hình như là không có được hưởng ứng nhiều, thầy không hiểu là lý do gì. Và chúng ta sẽ có cái phần độ dài 5 phút. Độ dài 5 phút này là 5 phút phần bên trong, cùng phần intro và outro không tính. Intro outro là chúng ta sẽ chấm trong cái buổi hôm nay thôi. Còn cái phần mà tính 5 phút thì tất nhiên cái video của bạn sẽ hơn 5 phút. Ví dụ như intro của bạn 10 giây, outro 5 giây là 15 giây, thì cái độ dài của bạn ít nhất là 5 phút 15 giây. Còn nếu mà cái video của bạn là 10 phút nhưng mà không có intro outro thì cũng bị thiếu điểm phần đó. Có clip intro thì trong intro có thông tin của trường, còn thông tin của trường bạn đưa cái thông tin bằng cách nào thì tùy các bạn, mỗi bạn có một cách riêng. Lớp của mình, sinh viên, thông tin của các bạn đưa bằng cách nào đó là tùy. Bạn muốn đưa mã số sinh viên hoặc là chỉ đưa tên thôi thì tùy các bạn, làm sao mà nó hấp dẫn là được. Giảng viên hướng dẫn thì các bạn có thể là đưa cái phần này nhỏ cũng được, ở một cái phần nhỏ của intro của các bạn là được. Cái thứ hai là bạn có clip outro. Outro chỉ là thank you thôi, rất là đơn giản. Thank you for watching à, khá là đơn giản. Thì các bạn lên các bạn search một cái outro nào đó để các bạn ghép vô cũng được, hoặc là các bạn tự tạo một cái outro cho mình. Lồng tiếng thuyết minh. Lồng tiếng thuyết minh thì các bạn có thể là quay trước, thì cái đoạn mà review lại những nội dung cốt lõi này là các bạn lồng tiếng dễ nè. Có nhiều bạn lồng tiếng là quay trực tiếp. À, có bạn nói là em đọc không có được hay, thì các bạn có thể là lồng tiếng bằng AI. À, các bạn đưa cái test vào AI, nó đọc cho các bạn và các bạn sẽ lồng tiếng vào. Nhưng mà thầy nghĩ là nên nên thầy sẽ khuyến khích và chấm điểm cao cho các bạn ở cái phần lồng tiếng là các bạn tự lồng vào thì nó sẽ hay hơn. À, dở hay gì cũng thầy với các bạn biết thôi, không có gì quan trọng cả. Cho nên là tốt nhất là mình lồng tiếng là tự 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 nói. Có nhạc nền thì tí nữa thầy sẽ chỉ cho các bạn, nhạc nền rất là dễ. Và cái vấn đề của các bạn là video của các bạn sẽ upload lên YouTube, cho nên nếu mà bạn nào mà cái kênh của các bạn mà có liên quan đến bản quyền thì các bạn sử dụng cái nhạc nền nào mà YouTube cho phép.
Còn nếu như mà các bạn sử dụng những nhạc nền khác thì các bạn sẽ, nếu như mà các bạn chọn public và chọn kiếm tiền, mấy mấy bạn nào mà đã bật được kiếm tiền thì hiểu rồi, không cần phải giải thích nhiều. Đó. Rồi sử dụng transition thì ở trong Camtasia có. Và chú ý nè, nếu như mà các bạn sử dụng CapCut hoặc là những phần mềm khác thì ở cái chỗ mà chuyển cảnh nè, nó hơi khó. Ở trong CapCut có không? Có, ok thì phải làm cho đủ. Rồi sử dụng hiệu ứng Cornell. Ví dụ như là mình đang review bài lab 1 thì ngay đầu cái phần review lab 1 mình để là lab 1 nó hiển thị cái chữ lên. Đó là Cornell. Đó, lớp 1, lớp 2. Phần zoom. Zoom thì chú ý là mình đang zoom, mình đang làm thì tí nữa thầy sẽ chỉ cho các bạn zoom, phóng to thu nhỏ màn hình để focus vào những cái thông tin mà mình cần quan tâm. Ví dụ như là mình review cái bài này nó nhỏ quá, mình muốn cho người ta nhìn thấy rõ nó lên thì mình sẽ dùng cái đó, zoom cho nó lớn lên. Phóng lớn, thu nhỏ. Ok. Cho mình focus vô cái thông tin hoặc là hai cái 8 và 9 nè. Thường là chúng ta thấy ở trong một cái giai đoạn mà chúng ta chơi á, hôm trước thầy có cho các bạn xem một cái video mà mọi người ở cái lớp trước đã làm á. Ví dụ như nó có một cái tình huống rất là vui, rất là gay cấn, mình muốn cho mọi người là nhìn rõ cái tình huống đó thì mình zoom lên. Và thứ hai nữa là cái slow motion, tức là bình thường mình nhìn thấy nó nhanh quá, mình chọn cái slow motion lại để ví dụ như là bắn tên như chẳng hạn. Thì ngay cái chỗ mà lúc mà cái mũi tên nó bắn vô đến đích á thì mình cho nó slow motion lại để cho mọi người có cảm giác chờ đợi tí xíu, đúng không? Khi mà nó đến đích cái là mình vượt nhanh qua một cái thì nó có cảm giác là nó vui nhộn. Rồi có chèn logo của FPT, chèn logo của FPT trong cái quá trình mà các bạn làm video thì các bạn nên chèn nhỏ một góc và ở ngay đầu intro thì các bạn cũng có cái phần của trường rồi, có thể là các bạn đã đưa logo, nhưng trong suốt quá trình của cái file video của mình thì các bạn chèn cái logo của FPT vào. Cái logo này các bạn lên mạng các bạn search logo FPT Polytechnic rất nhiều, nó có vừa có nền vừa không có nền thì nó lại quay trở lại bài lab hôm trước lớp 7 đúng không, chúng ta search đó thì các bạn sẽ search được cái logo. Upload lên YouTube, chú ý chỗ này giúp thầy. Khi các bạn upload lên YouTube thì nếu như một là các bạn public, hai là các bạn phải share cho thầy. Chứ nhiều khi các bạn để private sau đó thì các bạn lại gửi cho thầy một cái link mà cái link đó thầy không xem được thì thầy rất là mất công để nhắc các bạn là thầy không xem được video này, nó phiền lắm. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn upload lên YouTube á thì ở trong cái kênh của mình nó có hai trạng thái. Một trạng thái là bạn lấy link để chia sẻ. Một trạng thái là bạn đang chỉnh sửa cái video này. Đó, bạn đang chỉnh sửa video này. Nếu như mà bạn bạn đưa vô một cái video giống như thế này mà bạn lấy cái link ở trên này á thì thầy không xem được nha. Tại vì cái này là cái phần edit của các bạn, mà edit thì chỉ có chủ sở hữu mới xem. Còn các bạn thì các bạn lấy ở bên này giúp thầy nè, đường link của liên kết đây, copy cái đường link này. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà các bạn đang ở cái kênh của mình, đang ở cái kênh của mình và các bạn có một cái video để các bạn chia sẻ thì ở phía dưới này, một là các bạn copy cái đường link trên này thì được, có cái chữ watch là xem, hoặc là các bạn bấm vô chia sẻ thì nó có cái đường link ở đây, các bạn sao chép cái đường link này. Đó, chứ còn nếu như mà các bạn đang edit thì thầy không xem được. Và cái thứ hai, quay trở lại ở cái chỗ mà chia sẻ đó. Quay trở lại cái chỗ chia sẻ thì khi mà bạn chia sẻ thì bạn nhớ là cái video của bạn nó sẽ ở ba trạng thái, một là công khai, hai là riêng tư. À, riêng tư hoặc là không công khai. Nếu như mà công khai thì không bàn, riêng tư thì thầy không xem được. À, chia sẻ riêng tư thì chia sẻ cho riêng thầy nhưng mà nó cũng mất công lắm. Hoặc là bạn để chế độ là không công khai.
không công khai thì người ta vô cái đường link của các bạn, người ta sẽ không thấy đường link tên kênh tổng á, thì người ta sẽ không thấy video đó. Nhưng mà đối với lại những thành viên mà được chia sẻ link thì sẽ thấy video này đó, hoặc là để công khai hoặc là để không công khai, còn bạn để riêng tư là thầy không biết. Còn các bạn nếu như mà các bạn chưa kênh YouTube, các bạn chưa xài được lâu thì nó không có cái hội viên ha. Rồi, đó là phần chia sẻ chế độ hiển thị. Là mình đã xong hoàn thành cái giai đoạn rồi đó. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng Camtasia. Trong cái Camtasia khi các bạn cài thì nó sẽ có đây, ở trong này các bạn sẽ có New Project hoặc New Record, hoặc là mở cái dự án của mình đã có. New Project, nếu như mà bạn đã có tư liệu rồi thì các bạn sẽ bấm New Project và các bạn sẽ import cái thông tin của mình vô. Ví dụ như thầy sẽ có một cái file nó liên quan đến đến nội dung mà mình đã quay rồi, thì các bạn sẽ đưa vô đây. Đưa vô đây. Cái file này nhìn nó hơi dài. Rồi, và sẽ đưa xuống dưới này. Vấn đề là thầy sẽ không mở tiếng ha. Tại vì cái kênh của thầy, nếu mà thầy upload cái này lên thì mở tiếng nó sẽ bị chặn. Và nếu như mà ở đây các bạn xử lý chung, xử lý chung thì trong này nó có vừa tiếng vừa hình nè. Bạn xử lý chung cũng được. Bạn xử lý chung cũng được. Còn nếu như bạn muốn xử lý hình riêng, bạn muốn xử lý tiếng riêng thì bạn click chuột phải, bạn chọn cái tách cái tiếng và cái hình ra. Đó, tách tiếng và hình. Như vậy ở chỗ này thầy bây giờ thầy không muốn nghe cái âm thanh. Thầy không muốn nghe âm thanh thì thầy sẽ tắt cái âm thanh này đi. Đây, trên cái kênh là cái track 2, thầy sẽ tắt đi. Thì bây giờ thầy mở. Đó, mở nhưng mà nó sẽ không có tiếng. Bởi vì thầy kỵ mở tiếng ở đây. Được chưa? Rồi, như vậy thì chỗ này, thì trong cái tiếng này nè, trong cái tiếng này, ví dụ như là thầy bấm một cái record để cho các bạn thấy là mình xử lý về, ví dụ như là trong cái đoạn video mà các bạn quay rồi á, mà các bạn muốn lồng tiếng, thì các bạn đang mở ở đây nè, các bạn bấm vô phần voice và các bạn bấm start voice record. Như vậy sau khi mà thầy bấm start voice record thì nó sẽ tự động nó ghi âm cho mình luôn, tự động ghi âm theo cái quá trình của cái video nó chạy. Và sau khi chúng ta ở trên này, các bạn chú ý giùm là khi mà mình ghi âm thì nó có cái âm thanh ở trên này nè. Rồi mình bấm stop. Nó sẽ cho mình lưu lại. Và các bạn nên chọn đúng cái thư mục của mình. À, cái bài hôm trước là trong cái bài lắp 1, 1, 2 vậy đó, là tạo thư mục á. Thì các bạn sẽ chọn vô đây. Và các bạn lưu là ghi âm gì đó. Chỗ này là thầy để là ghi âm hướng dẫn ghi âm, à, ghi âm hướng dẫn ghi âm. Và chúng ta đã ghi âm xong rồi thì nó sẽ tự động nó chèn vào đây luôn ha. Chú ý chỗ này giúp thầy, chú ý nè, mọi các bạn không biết là có xem cái kênh của thầy không, và các bạn thấy là nó ít bị nhiễu, âm thanh nó tương đối tốt. Thì có một số bạn hỏi là thầy có sử dụng cái thiết bị thu không, thì thầy không sử dụng thiết bị thu, thầy chỉ thu trên laptop thôi, nhưng mà âm thanh nó tốt. Đây các bạn nghe cái âm thanh trước ha. Như vậy sau khi mà thầy bấm start voice record thì nó sẽ tự động nó ghi âm cho mình luôn. Rồi sau khi mà các bạn nghe như vậy á, có thể là cái phòng của mình nó đang kín, nó đảm bảo được là âm thanh nó không bị nhiễu. À, và rất cảm ơn các bạn đã im lặng trong lúc thầy nói, nó không bị nhiễu gì hết. Nhưng nếu như
ở nhà của các bạn nó không được tốt như vậy, và các bạn bấm quạt, nhất là các bạn đang thu âm mà các bạn sử dụng quạt á, thì nó sẽ bị tiếng gió rất là nhiều. Các bạn sẽ vào cái phần More, vào đây thì cái phần mà Audio Effect nè, Audio Effect, thì trong này nó có 3, 4 thứ mà mình sẽ cần quan tâm. Ở đây cái thứ nhất là âm thanh của chúng ta muốn khử nhiễu thì các bạn sẽ kéo nó xuống đây ha. Ở bên cái Property nó sẽ thêm cái Noise Removal ha. Ở đây bây giờ mình Ctrl Z quay lại, thì khi mình click chọn vô cái track âm thanh thì bên này cái Property nó chỉ có chừng đây thôi, nó chỉ có cái volume của chúng ta là lớn hay nhỏ. Còn nếu như mà bạn kéo cái khử nhiễu xuống thì nó sẽ xuất hiện tiếp cái khử nhiễu. Và khử nhiễu này chúng ta để mặc định. Còn nếu mà các bạn muốn thì các bạn sẽ chỉnh thông tin ở đây. Tự động ghi âm theo cái quá trình của cái video nó chạy. Rồi, cái thứ hai là chúng ta sẽ chỉnh cái tần số, giống như là chúng ta chỉnh tông á cho cái âm thanh của mình, thì các bạn lại kéo xuống một lần nữa, thả trên cái video trên cái phần track âm thanh luôn, thì nó lại thêm một cái property ở bên này, record, thì nó sẽ từ rồi nếu mà bạn muốn thì bạn thay đổi cái tần âm ở đây, ví dụ như là có lập hay không, rồi cái băng thông, cái băng tần của thầy đang muốn lọc là gì, tự động nó ghi âm cho mình luôn. Rồi ví dụ như mình chọn xuống low, tự động ghi âm theo cái quá trình đó, thì cái âm nó sẽ thay đổi. Hoặc là các bạn chọn custom, các bạn muốn thay đổi thông tin ở đây. Tiếp theo là fade in fade out, là cho phép mình, ví dụ như là các bạn ghép âm thanh á, nó hay bị cái trường hợp là sau khi các bạn nói xong và các bạn ghép âm thanh thì âm thanh nó mở lên rất là lớn ngay lập tức, thì làm người ta nghe rất là khó nghe, nghe rất là khó. Hoặc là ở chỗ này thầy đang sợ liên quan đến bản quyền thì thầy sẽ chèn cái âm thanh của mình trong phần media. Hello, trong phần media của thầy thì nó sẽ có một file video là thầy đã chèn trước đó, cái file thứ hai là đến cái âm thanh là thầy mới ghi hồi nãy, cái thứ ba là các bạn bấm vô dấu cộng, thì trong dấu cộng này các bạn sẽ import cái thông tin. Nó có hai cái, một là từ Google Drive, một cái là các bạn sẽ import từ bên ngoài vào, hoặc là các bạn lấy cái thư viện, hoặc là các bạn lấy cái thư viện từ YouTube xuống nha, các bạn sẽ lấy thư viện từ YouTube xuống. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có phần fade in fade out. Ví dụ như chỗ này, đây âm thanh của chúng ta bắt đầu từ đầu nè, các bạn sẽ nhấn phím Ctrl, tập trung các bạn ơi. Hello, các bạn nhấn phím Ctrl và các bạn run chuột ha, các bạn cố gắng dùng chuột thì nó dễ làm. Ở chỗ này khi các bạn nhấn phím Ctrl và các bạn run chuột á, thì cái độ rộng này nè, nó view, nó zoom lớn lên, chứ không phải là nó kéo ngắn nha, không phải là kéo ngắn kéo dài, mà nó zoom lên cho mình thấy. Ví dụ như chỗ này của thầy, cái video, cái đoạn ghi âm của thầy ở chỗ này nó là 21 giây, nhưng mà nếu mà mình zoom nhỏ lại thì nó có chút xíu thôi, còn mình zoom lớn lên thì nó rất là dài, nó rất là dài, thì mình sẽ chỉnh được, mình sẽ nhìn thấy từng từ mình nói luôn. Như vậy chỗ này, ví dụ như đây, các bạn thấy là cây thước của mình ở chỗ này ha. Như vậy sau khi mà thầy bấm start đó, mỗi từ thầy nói nó đều có cái âm, cái sóng nó lớn lên ở đây. Và thầy sẽ đưa vô cái fade in và fade out. In là cho nó nhỏ và nó lớn dần, thì thầy thả vô đây, các bạn sẽ thấy là nó sẽ điều chỉnh nè, từ đây lên đây là cái âm thanh nó lớn dần lớn dần lớn dần, là fade in. Bây giờ ở chỗ này thầy kết thúc rất là nhanh thì thầy chọn là fade out. Đó,
bạn có thể điều chỉnh cái nốt này để cho nó giảm âm lượng dần dần, rồi đến cái file mới thì mình cũng fade in cho nó lớn dần, nó đừng có bắt ngang cái người ta nghe người ta giật mình. Đó là phần fade in và fade out của âm thanh. Mình có thể điều chỉnh cái volume, cái thanh màu xanh này là điều chỉnh volume nè. Mình thấy là các bạn chú ý một số cái file mà người ta ghép mà người ta không chú ý á, thì có thể lúc nói á, thì âm thanh nhỏ, nhưng mà lúc ghép nhạc thì âm thanh rất lớn và rất là khó chịu, bởi vì cái người nghe người ta vặn cái volume vừa phải. Ví dụ như các bạn nghe tai phone, nhất là nghe tai phone, các bạn nghe volume rất là vừa phải, đến lúc tự nhiên bạn ghép nhạc vô cho nó chạy nền đó, nghe cực lớn luôn, vứt cái tai nghe ra không kịp luôn. Có không? À, đang nghe du dương tự nhiên ghép nhạc vô cái vứt tai nghe không kịp luôn. Đó, nên là các bạn sẽ điều chỉnh cái volume ở đây. Với cái âm thanh thì nó sẽ có volume, còn nếu mà với hình không thì nó không có. Đó. Nếu như mà bạn vẫn giữ cái âm thanh trong cái hình ảnh này thì tất nhiên là nó có đầy đủ những cái property giống như vậy. Rồi trong Camtasia thì nó có thêm cái gì nữa? Rất là nhiều thứ. Ví dụ như là cái đoạn video này của thầy nó rất là dài. Video của thầy nó đến 16 phút. Và thầy chỉ sử dụng là một phần thôi. Thì ở chỗ này, cái thanh trên này nè, thanh trên này các bạn sẽ thấy có màu xanh và màu đỏ. Đây, như vậy cây thước này nó sẽ cho mình biết là mình đang ở vị trí nào. Và cái màu xanh và cái màu đỏ bạn sẽ kéo ra, thì giống như là mình chọn một cái đoạn trong Word vậy đó. Là cái đoạn này, bây giờ ví dụ như mình bấm, mình cho thầy đây. Đó, nó dừng. Nó dừng ha, nó không có chạy nữa. Thì ở chỗ này, một là để mình view cái đoạn này thôi. Hai là khi mà các bạn đã có được cái đoạn này, các bạn có thể click chuột phải nè. Hello. Chú ý giùm thầy chỗ này nha. Khi mà các bạn đã có được một cái đoạn các bạn chọn, thì chỗ này giả sử như thầy muốn cắt vừa hình vừa tiếng. Đây. Và cái vùng màu vàng, thầy sẽ chọn tiếng là 1, nhấn shift chọn hình là 2. Như vậy là mình đã có 2 track được chọn. Các bạn click chuột phải lên cái vùng màu xanh mình mới kéo lúc nãy, thì các bạn sẽ có gì? Một là delete, mất luôn. Và khi mà delete như vậy đó, thì mình sẽ kéo lại nè. Đó, mình sẽ kéo lại. Mà ở vị trí này nè. Hello. Rồi, tập trung chỗ này tí xíu. Khi mình kéo lại như vậy thì các bạn thấy là âm thanh chỗ này nó cắt rất là nhanh và nó lên cũng rất là nhanh. Thì ở ngay vị trí này mình nên để fade in và fade out. Đó. Thì cái âm thanh của mình nó xuống dần rồi nó lên dần. Thì ngay cái chỗ các bạn cắt. Thì ở trong xử lý thì người ta gọi là nó không bị default. Và khi nào mà các bạn delete, các bạn kéo lại thì các bạn mới chèn fade in fade out được. Còn nếu trong trường hợp mà bạn đang ở đây và bạn click chuột phải, bạn chọn delete mà rip, hai cái này khác nhau ha, thì cái âm thanh của các bạn và hình ảnh của các bạn nó được nối vô luôn. Được nối vô, nối tự động nó nối. Và mình thấy có một cái đường chỉ mây nè, một đường chỉ mây ha. Thì ở chỗ này bạn kéo fade in fade out vô nó không được, tại vì cái này là một video liên tục, nó không có fade in fade out, mình chèn vô không được. Thì tùy theo cái nhu cầu mà các bạn sẽ chọn là delete hay là delete and rip, là nối lại luôn, may lại giúp mình luôn. Rồi tốc độ, ví dụ như là cái đoạn sau nè, thầy muốn cho nó nhanh lên. Đây là cái đoạn mặc định của người ta. Mặc định ha. Nó chạy rất là chậm. Để thầy xóa cái âm thanh này đi luôn cái. Kéo cái này xuống.
Rồi cái đoạn này nó rất là chậm, thầy muốn cho nó nhanh lên thì thầy kéo cái tốc độ xuống nè. Tốc độ đây, nếu như mà các bạn muốn nhanh thầy cho lên 2 đi, 2 thấy không, thấy nhanh nè. Cái này là nhanh cho cả đoạn các bạn nhé, nhanh cho cả đoạn. Cái đó là mình tăng tốc độ cho cả đoạn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn thấy ở đây nè. Hồi nãy thầy có nói là các bạn thay vì các bạn chèn âm thanh của mình thì ở trong này các bạn có thể vào cái library. Các bạn chèn hình ảnh nè, chèn video, chèn âm thanh, chèn phụ đề, chèn canal. Thì ở trong này chúng ta có thể chọn, lựa chọn ở trong này. Các bạn bấm cộng. Thì ở trong phần cộng này nó có rất là nhiều thứ. Bạn có thể là import bằng cách là bạn select từ cái file, hoặc là bạn import media ở trong cái library của các bạn đó, hoặc là các bạn sẽ thêm ở đây. Rồi library của các bạn thì các bạn có thể download more new, rồi các bạn có thể search cái library. Nếu mà trong cái library của bạn có nhiều file quá thì các bạn có thể search. Download more. Là trong này chúng ta có thể là lên chúng ta search trên cái thư viện. Trên cái thư viện library của cái Camtasia để chúng ta lấy xuống. Đây, thư viện của Camtasia. Rất là nhiều thư viện. À, những cái khung video có sẵn, hoặc là image, những cái icon, hoặc là audio đó, ví dụ như là audio bình thường, hoặc là cái effect này cũng rất là hay. Các bạn vô đây các bạn có thể nghe thử. Nó đang load. Cái này đến 2 phút ha. Rồi, đó, các bạn sẽ lấy cái âm thanh về. Lấy âm thanh về chèn vào. Đó là library. Cái thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng canal. Sử dụng canal ở đây. Bạn muốn nó canal ở nào? Ví dụ như chỗ này, chúng ta sẽ chèn vô đây là lab mấy. Đây. Các bạn sẽ double click, các bạn để đây là lab 1. Đây là cái timeline, cái canal này nó xuất hiện bao lâu. Lab 1. Rồi, hết. Như vậy trong cái canal này mình có thể chỉnh cho nó nhỏ lại. Ví dụ như chỗ này các bạn có thể chỉnh cho nó nhỏ lại, bạn có thể chỉnh vị trí hoặc là bạn chọn cái canal khác. Ví dụ vậy thôi. Mình muốn hình ảnh gì thì mình chèn vào đây. Một là basic, hai là on. Thì tất cả những canal mà trong Camtasia nó cho phép các bạn. Bạn muốn sử dụng Camtasia này như thế nào? Cái canal thì ở đây nó có rất là nhiều cái canal. Cái thứ hai là trong video các bạn xem, các bạn thấy là có một số cái mũi tên. Ví dụ như chỗ này chúng ta muốn ở đây. Chỗ này thì chúng ta sẽ đưa cái mũi tên vô đây. Đây, mũi tên của mình nó nằm ở chỗ này. Đó. Được chưa? Rồi, những cái mũi tên khác bạn có thể xài. Rồi, tiếp nữa là cái shape. Những cái hình mà chúng ta muốn chèn vào. Ví dụ như là ngôi sao gì đó. Và một cái nữa là các bạn thấy là trong quá trình sử dụng video,
nó có những cái vùng mà chúng ta muốn che, ví dụ như là bản quyền về logo, thì các bạn sẽ chèn vô đây. Cái blue là nó sẽ cho mình làm mờ một vùng nào đó. Đây, ví dụ như chỗ này, các bạn hay thấy cái hình này không? Đó. Ví dụ như mình muốn mờ cái này đi. Hoặc là, nhất là bạn xem video mà bạn nào mà re-up thì các bạn hay làm gì? Phải không? Mấy bạn re-up bản quyền của người ta lấy về bỏ mờ mờ vô, thì khi mà mình chiếu lên là không còn thấy cái chữ này nữa. Che. Rồi, như vậy thì trên cấp kết thì nó lại có cái chỗ hay chỗ này. Cấp kết là nó sẽ bắt theo đối tượng luôn. Còn ở trên Camtasia thì thầy chưa thấy. Cái thứ hai là thay vì mình làm mờ một vùng thì mình sẽ làm tỏ một vùng. Đó. Mình làm rõ một vùng. Còn cái vùng ngoài đó thì nó lại mờ. Nó ngược với lại cái hồi nãy. Tức là ở chỗ này các bạn muốn focus cái vùng này lên. Và mọi người nhìn vô đây thì chỉ có cái vùng này sáng thôi. Thì mọi người nhìn cái vùng này. Còn cái vùng khác thì bị mờ. À, cái này là giống như là cây bút của chúng ta. Highlight. Đó, highlight. Thì cái vùng này bình thường mình highlight là mình highlight trên văn bản đúng không? Cái đoạn nào highlight thì nó sẽ có cái màu khác. Thì ở chỗ này các bạn muốn highlight cái vùng này lên. Rồi ở đây các bạn nghiên cứu thêm một số cái. Ví dụ như là mình kéo cái biểu tượng này. Chỗ này là cái phím nhấn ha. Rồi chỗ này là cho phép nó không phải mờ, không phải là blue, mà nó ra đó, chỗ này đó, nó không phải bị mờ ha. Đó, mà nó chạy kiểu vậy. Còn ứng dụng vô đâu thì tùy các bạn. Bên này là nó mờ nè, bên này là nó mờ, vẫn thấy được ở dưới. Còn bên này là nó phá luôn, nó phá luôn, nó chuyển thành pixel và mình không hình dung được là chỗ này là cái gì luôn. Ứng dụng cái này rất là nhiều. Ở đây thấy mấy cái hình ảnh này không? Đó, ví dụ như chỗ này mình chèn, à mình nói là chỗ này là cái biểu tượng gì. Hoặc là ví dụ như mình chèn vô đây một cái hình hình chữ nhật để mà nó hiển thị cái khung này lên. Hiển thị cái khung này lên. Đó, thì trong quá trình chạy. Rồi, nó hiển thị cái khung lên. Thấy cái khung này nó chạy luôn cho mình nè. Nó xử lý luôn cho mình nè. Hay nè. Được chưa? Mình cứ chèn khung là tự nó chạy rồi. Chứ mình không cần phải làm nữa. Nếu như bạn muốn thì bạn có thể là vô cái property của các bạn. Các bạn đổi thay vì màu đỏ thì các bạn đổi thành màu vàng. Đổi thành màu vàng. Đó, tùy các bạn điều chỉnh ở đây ha. Rồi tiếp theo là ngay ở mấy cái phím nóng, khi mà các bạn quay phim và các bạn chèn cái phím nóng này vào thì chỗ này nó sẽ cho phép, à ví dụ như là trong bài của mình nói là phải nhấn Ctrl S để lưu. Ctrl S để lưu thì cái key của các bạn chỗ này, các bạn thay vì A thì các bạn đổi lại S. Hoặc là Ctrl Shift S, các bạn nhấn trên bàn phím mà tự nó nhảy luôn. Đúng rồi. Hoặc là Ctrl Alt Tab Delete là nó tự hiển thị luôn. Mình muốn nhấn gì là nó hiện cái đó. Hoặc là mình nhấn là Ctrl Shift Alt Tab 5 6 7 đó. Ví dụ như vậy, hoặc là chữ Y hoặc là chữ K thì nó sẽ tự động nó hiện cho mình luôn. Mình không làm gì hết. Đây là hotkey. Mình muốn chèn vào cái đoạn đó. Ví dụ như là mình nối miệng, người ta không nghe. Mình viết caption, người ta không nhìn. Mà mình đưa cái này lên, nó rõ ràng là chỗ này nhấn Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ủa nghe quen quá ta. Đúng không? Thì mình sẽ nghe quen quá không?
Trước đó nó còn cái control gì nữa không? Trước khi control A phải mở lên rồi mới search rồi mới có cái để control A nhé. Rồi, như vậy đó là bạn sẽ chèn phím nóng vào. Và tiếp tục chúng ta có thể chèn tiếp một cái phím nóng khác. Đây. Đó, chèn ha. Rồi, ở bên chỗ này thì cái phím nóng của các bạn là nó gì nào? Nó có phần info, tức là cái phím của các bạn nó sẽ dày. Còn nếu mà bạn chèn theo cái kiểu phía sau thì cái phím của các bạn nó sẽ mỏng. Cái phím của bạn nó sẽ flat, nó mỏng. Tùy theo các bạn muốn chèn cái gì. Tiếp nữa nào. Đây, thì ở chỗ này mình không cần thấy rõ thì các bạn chèn control A như thế này. Đây, chỉ có chữ control A thôi. Rồi kiểu. Đó, bạn có thể đổi vào đây. Bạn có thể đổi vào đây, ở bên này cũng được. Ví dụ như là một cái này, thay vì mình để ray thì mình có thể để cho nó đổi kiểu luôn. Đổi kiểu trên này. Đổi trực tiếp ha. Đó, đổi trực tiếp. Đó là phím nóng. Rồi transition là chuyển cảnh. Chuyển cảnh thì mình cắt cái đi rồi mình mới có chuyển cảnh, chứ nếu mình không cắt thì mình không có chuyển cảnh được. Chuyển cảnh là khi nào mà bạn ghép nhiều video lại với nhau. Ví dụ như chỗ này nè, chú ý nè, thì thầy sẽ sử dụng một cái công cụ nữa ở dưới góc là cắt. Thấy cắt chưa? Rồi, các bạn sẽ chọn vô video và các bạn chọn công cụ cắt nè. Thầy cố tình cắt để thầy có được hai video ghép lại thì thầy mới demo cho các bạn cái transition. Còn không thì các bạn sẽ cắt. Ví dụ như ở đây các bạn cắt đoạn này, ở đây chỗ này các bạn cắt đoạn này. Và cái video của chúng ta lúc đầu nó đã chia thành 3 đoạn. Ví dụ như đoạn này chúng ta sẽ muốn cho nó nhanh lên ha. Đoạn này chúng ta muốn cho nó nhanh lên thì cái phần hồi nãy của chúng ta đó, chúng ta sẽ cho nó nhanh lên. Rồi ở đây cái phần mà fade in fade out, đây thầy cho cái đoạn này cho nó nhanh lên nhé. Đoạn này thầy cho lên gấp 3 lần. Enter. Ủa chuyện gì vậy ta? Sao tự nhiên nó thuộc lại? Tại vì nhanh gấp 3. Thì trong cái timeline từ đây đến đây là mặc định, mà nó nhanh gấp 3 thì nó phải ngắn lại. Rồi ok, kéo đoạn này lại. Bây giờ nè, nhìn chỗ này nè, nhìn nha. Rồi ok, như vậy thì ở cái chỗ mà nó chuyển cảnh này nè, tại vì các bạn trong cùng một video thì các bạn thấy nó chuyển cảnh ok. Bây giờ thầy bỏ video này đi, nó chuyển sang cảnh khác, các bạn mới thấy nó có vấn đề. Đó, nó chuyển ngay. Cái này chúng ta gọi là cắt hết. Là cắt liền. Vẫn có hiệu ứng này nha. Trong video các bạn design thì nó vẫn có hiệu ứng là cắt hết, tức là cắt chuyển ngay. Nhưng nếu mà trong cái bài assignment của các bạn mà các bạn dùng toàn hiệu ứng này không tính. Tại vì các bạn, nếu như mà các bạn dùng vậy là gần như các bạn không dùng hiệu ứng. Bởi vì các bạn kêu là em thích cái hiệu ứng đó. Chuyển cảnh ngay. Nhưng mà không tính nha. Tại vì cái bài này của mình là mình cần các bạn sử dụng những hiệu ứng. Chứ còn nếu mà cắt kết, chuyển ngay, thì rõ ràng là các bạn không dùng hiệu ứng. Còn nếu như mà bạn nào mà edit video thì vẫn có hiệu ứng này, chứ không phải là không có. Bởi vì bạn muốn tạo cái tình huống bất ngờ cho cái người xem thì các bạn có thể là sử dụng cái hiệu ứng này. Nhưng mà tất cả hiệu ứng trong video của bạn đều là hiệu ứng này thì bỏ nha. Rồi, như vậy thì chuyển từ đây là cái người đạp xích lô, rồi chuyển qua đây là hình ảnh của mẹ Hiền liền. Nó rất là nhanh. Thì
mình sẽ sử dụng một cái transition. Ví dụ bạn sẽ chuyển cảnh mờ, kéo vô đây, thấy à, thấy nó gợi ý cho mình nè, à, thả chỗ nào nè, mình chưa thả chuột, thầy chưa thả chuột nha, chỗ này thầy thả chuột ở đây, thì cái hiệu ứng này nó sẽ được hiệu ứng giữa hai video, nó kẹp giữa hai video và các bạn sẽ thấy nó hiệu ứng nha, thấy chưa? Nhưng mà nếu mình dạy nhanh quá, kéo ra đó cho nó hiệu ứng xa tí xíu đó, thấy chưa? Thì tùy các bạn muốn cái hiệu ứng này nhanh hay chậm thì các bạn sẽ kéo cái vùng ảnh hưởng ở đây. Mình không muốn sử dụng hiệu ứng này thì các bạn có thể delete nó đi. Các bạn nhớ là phải chọn, khi mà nó được chọn thì nó màu vàng thì mình mới delete ha. Rồi mình chọn cái khác đi, đây chuyển cảnh này, thả vô, rồi xem lại đó, chuyển cảnh. Còn gì nữa không nào? Rất là nhiều cái cách chuyển cảnh ở đây, nhiều lắm. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái câu nó xuất hiện, ví dụ như chỗ này. À, chỗ này là bạn phải có một cái test đi. Mình sẽ chèn. Mình chèn một cái chữ mới được. Chèn một cái chữ là để thầy thử chỗ này coi. Rồi, ok. Rồi, đó. Như vậy nó sẽ tạo hiệu ứng cho cái đoạn này. Bây giờ thầy sẽ cho nó chạy. Hiệu ứng này nó không được rõ lắm. Tại vì nó có cái style. Fade in. Rồi, fade in, fade out. Xử lý hiệu ứng ở chỗ này. Bạn có thể chèn cái chữ thôi. Chèn chữ. Rồi, ok, bỏ cái này đi. Thầy chỉ chèn một chữ thôi. Rồi, thử lại cái hiệu ứng coi nào. Đó, rồi ok, được chưa? Các bạn thấy cái chữ của thầy, tại vì chỉ có chữ thôi thì nó mới thực hiện được cái hiệu ứng đó. Thấy nó chạy vô không? Rồi, à, mình cho nó ra một tí. À, được chưa? Đó là mình cho hiệu ứng cho chữ ha. Rồi ở chỗ này zoom in zoom out. Zoom in zoom out. Zoom. Zoom. Đây, các bạn sẽ thấy khi thầy bấm vô nè.
nó lại thêm cái mũi tên. Thấy chưa? Đây, quay trở lại nha. Rồi, không có gì nè. Chú ý đi. Thầy đặt con trỏ ở đây. Đặt con trỏ ở đây. Thầy đặt cái nút này vô cái chữ ha. Thầy bấm vô đây. Thấy nó xuất hiện chưa? Xuất hiện ha. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ chọn là zoom in hay là zoom out. Đó. Bây giờ chỗ này xóa đi. Rồi cái này là scale nè. Rồi thầy bấm vô scale ha. À, nó chèn ở dưới đây rồi, scale nó chèn ở dưới rồi, không chú ý. Rồi thầy đang đứng ở đây, bấm vô scale. Đó, nó chèn ở đây nè. Ví dụ như chỗ này thầy cho tốc độ 79. Xóa button tốc độ. À rồi ok, chỗ này cái zoom. Như vậy thì ở trong chỗ này các bạn zoom thì các bạn sẽ kéo lên giúp thầy. Zoom ở đây. Đó, rồi ok. Kéo này lên. Ví dụ như là bạn muốn thấy cái thuyền này đi. Rồi. Chỗ này nó bị đứt nhiều quá, thầy sẽ remove lại chỗ này, làm lại chỗ này tí xíu. Rồi mình bỏ đi, qua đến đây đi. Rồi mình sẽ đặt scale. Trong cái đỉnh scale này các bạn cho nó lớn cây cầu lên. Đây là bình thường ha. Rồi thấy nó zoom in lên chưa? Như vậy chỗ này các bạn muốn lớn hơn nữa, zoom cận cảnh cây cầu lên. Rồi ok. Đây. Đó, thấy chưa? Zoom lớn lên. Như vậy mình sử dụng cái hiệu ứng zoom ở chỗ này. Zoom lớn lên, hạ xuống lại. Đó, là zoom in, zoom out. Rồi đến chỗ này. Con trỏ
mình có cho nó hiệu ứng con trỏ không? Con trỏ đi theo. Mình kéo hiệu ứng con trỏ vô. Lý chuột có không? Nếu lý chuột có thì mình kéo cái hiệu ứng vô. Âm thanh more. Visual effect màu. Đây, tốc độ nè. Tốc độ nhanh chậm nè. Ví dụ như là cái đoạn này nè, mình không muốn cắt đối tượng ra. Mình không muốn cắt mà mình muốn cho nó nhanh lên. Đây, tốc độ của các bạn nè. Đó. Mình không muốn cắt mà mình muốn nhanh cả cái đoạn này luôn thì các bạn chọn cái clip speed cho nó nhanh lên. Nhanh lên là nó nhanh cả video luôn nha. Đó. Rồi gì nữa không? Thì cơ bản. Rồi cái nữa, ví dụ như là bạn ghép video đi. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn ghép video. Thầy sẽ import thêm một cái video vô đây. Ví dụ ghép video vào. Video này hơi xấu. Các bạn sẽ ghép video vào đây. Rồi, lên. Video. Chết rồi, cái video này bên Camtasia nó không thấy. Video. Từ từ thầy để tìm một cái video cho bên Camtasia nó thấy cái đã. Rồi. Như vậy thì cái video này nè, nó chiếm hết cái vùng này mà thầy muốn nó lấy một phần thôi. Nó lấy một phần thôi, nó bỏ cái vùng trên đi, bỏ dưới này đi. Ví dụ như là thầy muốn ghép vô góc này nè. Còn cái mà remove background là chuyện khác nữa nha. Bây giờ mình chỉ có crop thôi. Còn cái remove background thì các bạn khác nữa. Thì mình sẽ chọn cái video này và các bạn chọn ở đây. Chọn biểu tượng crop ở trên này nè. Rồi, thì bây giờ các bạn kéo đây. Chú ý chỗ này, hai cái khác nhau hoàn toàn đó. Nếu như các bạn chọn công cụ mà thay đổi này, các bạn chọn xuống. Là nó nhỏ cả video, chứ nó không cắt. Còn mình chọn vô cái biểu tượng crop thì khi mình kéo xuống nó sẽ cắt cái video cho mình. Đó. Và thầy sẽ chèn một góc ở đây thôi. Còn nếu mà bạn nào muốn remove cái background này là một cái chuyện khác. Ok. Chào các bạn. Ok. Bỏ cái âm thanh này đi, nghe ghê quá. Rồi. Đó thì video của mình nó chỉ có từng đó thôi, có ngay góc thôi. Nó không có những cái phùng khác. Đó là crop video ha. Còn gì nữa không? Thì cứ làm đi rồi đến vướng chỗ nào thì chỉ chỗ đó. Thầy đang giảng tí em. Đó, được chưa? Thì thầy vô cái thật quên không biết nói gì. Khổ ghê đi. Từ từ để bình tĩnh lại nói gì tiếp. Như vậy thì các bạn sẽ làm tiếp ha. Vướng chỗ nào thì mình sẽ nói tiếp chỗ đó. Và trong những buổi này nè, lên lớp tích cực làm cái bài assignment đi, thì có thầy ở đây, thầy sẽ hỗ trợ các bạn. Được chưa? Rồi, xong nha.